Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon. Hạt đác là một loại hạt cực kỳ sạch và dinh dưỡng, ít chất béo và calo nhưng lại giàu khoáng chất, vitamin và các chất dinh dưỡng khác. Hạt đác là có công dụng như thanh nhiệt, trị mụn, làm đẹp da hiệu quả, bổ cho não và làm mức huyết áp cao, kháng khuẩn, chống đường tiêu hóa. Có rất nhiều cách để chế biến hạt đác, nhưng cách bình thường mà các bạn chắc chắn là nhiều người thích như mình là hạt đác viên với dứa. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm thử nhé. Nguyên liệu để làm hạt đác viên dứa, ở đây mình có chuẩn bị sẵn là 1 kg hạt đác, 350g đường cắt trắng, 1 quả dứa, 1 ít muối hạt và 1 quả chanh. Hạt đác thì các bạn nên chọn những hạt mà nó ngâm tươi ấy, hạt mềm mà không quá già. Trước tiên thì mình sẽ mang hạt đác đi rửa cho sạch. Các bạn nên rửa hạt đác với dòng nước thì khi hạt đác nó sẽ sạch hơn và nhanh hết nhớt và hết mùi hơn. Tiếp theo thì mình sẽ đun ngâm hạt đác. Mình sẽ chuẩn bị một nồi nước, cho muối vào, khuấy cho muối nó tan. Rồi cho nước cốt canh vào. Bây giờ thì mình sẽ cho hạt đác vào nồi ngâm. Mình sẽ ngâm khoảng 30 phút. Muối và nước canh sẽ khử mùi hạt đác và làm hạt đác nó sẽ trắng và đẹp hơn. Sau khi mà mình ngâm xong ấy, mình sẽ đi luộc qua cái hạt đác để cho nó giảm bớt mùi khó chịu và hạt đác nó trắng đẹp hơn. Các bạn hãy cho ít nước cho hạt đác cho nó lên bếp và đun. Trong lúc mà chờ nước sôi, các bạn thái quả dứa ra từng miếng nhỏ. Ok, nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ vớt hạt đác ra. Tiếp theo mình sẽ ướp hạt đác. Đổ hạt đác vào trong nồi. Cho đường vào. Cho dứa vào. Mình trộn đều các hỗn hợp và để ướp hạt đác tầm khoảng 30 phút. Hạt đác sau khi ướp sẽ được đem đi chiên các bạn nhé. Bắc nồi hạt đác lên trên bếp để lửa vừa phải và đảo đều. Thời gian diêm khoảng 5 phút đầu thì các bạn có thể cho lửa to một chút. Sau đó thì sẽ cho nhỏ lửa lại để diêm đến khi nào mà mình cảm thấy nó đặc thịt thịt lại là được.
đừng có đun khô quá các bạn nhé, khô quá là nó sẽ làm cho hạt lát nó bị cứng. Ok các bạn, đây là hạt đác sau khi đã đun xong. Rất là ngon và rất là bắt mắt đúng không ạ? Bây giờ hạt đác đã chuyển sang màu vàng của dứa rồi. Các bạn có thể cắt ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Có rất nhiều cách để ăn hạt đác rất là ngon. Ví dụ như là hạt đác ngâm đường này, hạt đác trộn sữa chua này, hoặc là chè hạt đác, hoa quả dầm hạt đác, hạt đác riêng với siro. Ở đây thì bây giờ mình sẽ ăn thử hạt đác trộn với sữa chua nhé. Cho sữa chua vào. Cho hạt đác mà sau khi đã diêm vào cùng. Mời các bạn ăn cùng với mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Các bạn nhớ đăng ký kênh có chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.